Từ nguồn kinh phí vận động các tổ chức cá nhân hảo tâm, Hội khắc phục hậu quả bom mìn thành phố Đà Nẵng vừa tổ chức trao tặng 100 suất quà, mỗi suất 500.000 đồng cho các nạn nhân bom mìn có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn thành phố nhân dịp Tết Nguyên đán Tân Sửu 2021. Từ khi thành lập năm 2016 đến nay, Hội khắc phục hậu quả bom mìn thành phố Đà Nẵng đã vận động các tổ chức cá nhân trên địa bàn thành phố với tổng kinh phí gần 1,2 tỷ đồng và hỗ trợ cho 274 trường hợp là nạn nhân bom mìn có hoàn cảnh khó khăn. Từ đó, nhiều người có điều kiện vươn lên thoát nghèo, ổn định cuộc sống như anh Huỳnh Anh ở huyện Hòa Vang, anh Huỳnh Tấn Mỹ ở quận Liên Chiểu, anh Nguyễn Tình ở quận Ngũ Hành Sơn.